Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Đi Inside, bàn tròn chuyên gia của khối quản lý tài sản VinDirect. Như quý vị đều biết, trong cuộc sống hiện đại, chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan đến việc quản lý tài chính như thu nhập, chi tiêu, đầu tư. Với sự vận động liên tục của nền kinh tế, nguy cơ về khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp, phá sản hay các biến động chính trị vĩ mô sẽ luôn tồn tại và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những điều này, mặc dù nằm ngoài kiểm soát, nhưng hậu quả của khủng hoảng tài chính cá nhân sẽ không quá tồi tệ nếu chúng ta có sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ bây giờ. Trong chương trình Đi Inside số 14 này, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia về chủ đề Biến nguy thành cơ, cách hành động để biến khủng hoảng thành cơ hội. Các bạn có thể chia sẻ hai câu hỏi. Thứ một là các sai lầm thường gặp của đầu tư khi gặp khủng hoảng như nào? Và nếu mà để chuẩn bị cho cái bối cảnh tới có thể có rất nhiều ẩn số phía trước thì về tài chính cá nhân chúng ta nên chuẩn bị ra sao? Đúng không? Có thể chia sẻ với nhà đầu tư. Tôi có một cái chia sẻ này, tức là cũng từ kinh nghiệm bản thân thôi. Tức là trong những cái lần mà gọi là thị trường chứng khoán lao dốc thì cái sai lầm thường xuyên nhất là hay nhà đầu tư hay đo độ sâu mà quên đi một câu hỏi quan trọng hơn là đo là nó sẽ kéo dài bao lâu. Cái câu trả lời cho cái câu hỏi nó kéo dài bao lâu, cái khủng hoảng kéo dài bao lâu, nó sẽ giúp bạn sống sót tốt hơn là nó sẽ rơi bao nhiêu điểm mà nó sẽ kéo dài bao nhiêu tháng. Đầu tiên bạn phải trả lời được là kéo dài bao nhiêu tháng thì bạn có một cái hoàn cảnh phù hợp. Nếu như bạn không trả lời được thì tốt nhất là hãy giả định là nó kéo dài 2 năm. Lời khuyên của tôi là như thế, hãy giả định là nó kéo dài 2 năm nếu như không trả lời được câu hỏi là bao lâu. Còn đấy thì bao lâu thì nó sẽ tương ứng với bao sâu thôi. Thì quay vào những cuộc khủng hoảng lần trước thì hai cuộc khủng hoảng lần trước thì Mỹ đã giảm 50% và 60% tương ứng, Việt Nam của năm 2008 giảm 80% đó. Thì tốt nhất là không nên hỏi là bao sâu mà hãy chuẩn bị ít nhất 1 năm hoặc 2 năm là thị trường chứng khoán sẽ khó khăn, và chúng ta với cái gọi là khó khăn 2 năm đi, chúng ta sẽ phân bổ nguồn lực chúng ta như thế nào để chúng ta trong cuộc khủng hoảng giống như là cuộc thi lặn, tức là sẽ nói là ai hết oxy trước thì người đấy gọi là sẽ là người xin thua, và những người còn oxy cuối cùng thì sẽ là người chiến thắng. Thì tức là vui thôi, tức là chiến thắng ở đây tức là sống sót để có thể làm lại tái thiết, tức là để tái thiết đó. Sau khủng hoảng thì trung bình thị trường chứng khoán từ đáy khi có đáy đến 2 năm sau khi có đáy, 3 năm sau khi có đáy là thị trường chứng khoán sẽ tăng rất là gấp đôi, và rất nhiều cổ phiếu là sẽ giúp bạn nhân 3 nhân 4 lần cái giá trị tài khoản. Đấy thì quan trọng chúng ta phải làm sau. Còn thời điểm hiện tại thì về tài chính cá nhân thì vì là nếu mà ước tính cho 2 năm khủng hoảng thì chúng ta nên phân bổ nhiều vào những cái khoản đầu tư an toàn, ví dụ như là tiền gửi ngân hàng, là vàng, là trái phiếu của những công ty có chất lượng tín dụng tốt. Đấy thì cái này các bạn phải tham khảo những chuyên gia đánh giá về tín nhiệm tín dụng đó thì sẽ tốt hơn. Còn phân bổ ở thị trường chứng khoán thì rõ ràng là những khoản tiền bạn có thể rút đấy, không nhìn thấy và không đi vay. Xin nhắc lại là không được đi vay để đầu tư chứng khoán vào thời điểm hiện tại, thì nó sẽ giúp các bạn sống sót được trong 2 năm thậm chí lâu hơn. Vấn đề gì? Ok, vậy là góc nhìn khá là sâu sắc đúng không ạ? Đầu tiên là tránh cái sai lầm trước, đúng không? Không phải là đổ sâu từ đỉnh xuống bao nhiêu mà kéo dài được bao lâu, có thể chuẩn bị cho khoảng 2 năm, đúng không ạ? Và vấn đề về phân bổ tài sản thì nên có những cái khác, cái góc nhìn mà an toàn như phần kia, và đặc biệt là không được, không nên đi vay để đầu tư chứng khoán. Đó là những cái điểm nhấn của anh Hoàng. Rồi thế còn anh Tùng là một wealth planner thì rất hay làm các tài chính cá nhân cho khách hàng, thì lúc này anh nghĩ là nhà đầu tư cá nhân nên chuẩn bị như thế nào? Thực ra thì chúng ta chuẩn bị thì chuẩn bị từ làm quá trình từ lâu rồi, từ trước rồi. Lúc nào trong quá trình chuẩn bị ấy thì cái lối sống đơn giản nhất là chúng ta luôn luôn tiêu ít hơn cái số tiền mình kiếm được ấy, luôn luôn có cái tỷ lệ tiết kiệm là ví dụ như trên 10% chẳng hạn,
Bước đầu tiên có số tiền dư hàng tháng, và bước thứ hai là dùng số tiền dư đấy để chúng ta đầu tư, chúng ta đầu tư tích lũy ạ. Đầu tư với mục tiêu là giữ gìn nguồn vốn và có một cái mức lợi nhuận nó phù hợp cho mảnh đầu cơ để có số tiền giàu nhanh. Và cái thứ ba là cái mà tạo ra sự khác biệt rất là lớn, đấy là bold action, tức là phải rất là can đảm. Những lúc mà khủng hoảng như này ấy, người nào mà gan dạ can đảm mà có thể chấp được cơ hội, tiếp được thời cơ từ khủng hoảng, là tất cả những cái trước nó chỉ là cái sự chuẩn bị để chúng ta hành động vào thời điểm này thôi. Nên ai mà có thể chấp được cơ hội từ khủng hoảng thì nó sẽ tạo ra sự khác biệt rất là lớn. Thì có một câu nói là những công ty vĩ đại đều được xây dựng trên cái đống tro tàn của khủng hoảng. Thì có lẽ là những nhà đầu tư vĩ đại cũng đều như vậy. Rất là thú vị hả? Tôi nghĩ rất là thú vị đấy. Như vậy là quan điểm của anh Tùng khá là đúng không? Đầu tiên là cái sự chuẩn bị nó phải từ trước á, trước khi nó xảy ra chuyện như này. Đây là một góc nhìn mà mình nghĩ là mình thấy khá là thú vị, tức là mình cân đối tài chính là tiêu ít hơn so với thu nhập, đấy, nó tiết kiệm, đầu tư thường xuyên. Và trong những cái thời điểm như này là phải có sự chuẩn bị và hành động mạnh mẽ, rất là sức khỏe. Cảm ơn anh Tùng. Anh Khoa bổ sung theo, anh nghĩ là chuẩn bị phương án tài chính như nào? Thì chia sẻ kinh nghiệm của tôi trong cái lần khủng hoảng 2008 ấy, thì tôi thì lại không phải là một người có, hồi đấy thì mình không có tầm nhìn tốt, và tôi phải chia sẻ thực có một cái vấn đề mà hồi đấy tôi gặp phải, đấy là tôi không đủ cái sự dũng cảm để mà cắt lỗ cái khoản đầu tư của tôi. Nó hơi trái ngược lại với anh Tùng là mình dũng cảm để nhảy vào mua cái tài sản đấy. Tôi hồi đấy tôi bị đóng băng khi mà nhìn cổ phiếu nó cứ mỗi ngày nó cứ đi đều 2-3% như thế mà không bán được. Tôi thấy có những ngày tôi đóng băng, tôi không làm gì được cả. Đó, thì cái này nó cũng chắc là nguồn gốc của nó xuất phát từ chính cái việc cái lý do ban đầu tôi đưa ra cái hành động mua đấy là cái gì. Tôi thuần túy hồi đấy tôi tiếp cận với tư tưởng của một người đầu cơ, một người giao dịch chứng khoán. Tôi không có tư duy đầu tư, nên tôi lý hợp hành động hợp lý nhất của tôi lúc đấy là phải thoát ra ngoài càng sớm càng tốt. Nhưng tôi không làm được điều đó, và tôi sẽ đã bị thất bại rất là nặng trong cái khủng hoảng đấy. Thì đó, đấy là cái kinh nghiệm của tôi trong cái biết là vì sao mình mua cái tài sản đấy, thì bạn sẽ biết rằng là lúc nào bạn cần phải ra một hành động quyết liệt bán hay là không. Ok, đúng rồi, tất cả hành động của mình nó phải nhất quán với cái chiến lược của mình, đúng không ạ? Cái đó là cái quan trọng nhất đấy, đúng không ạ? Mời anh cứ bổ sung góc nhìn các sai lầm mà nhà đầu tư hay gặp trong khủng hoảng là gì, và về mặt phương án tài chính cá nhân thì chúng ta chuẩn bị như thế nào? Em thấy góp ý về phương án tài chính cá nhân thì em nghĩ là quan trọng nhất là để đối với sống sót được các cuộc khủng hoảng, không chỉ là cá nhân đâu mà doanh nghiệp, thì cái quan trọng nhất là cái dòng tiền là cái quan trọng nhất. Thì về dòng tiền đối với cá nhân đi, thì mình thứ nhất là mình phải luôn luôn dự phòng một cái khoản nào đó cho những cái sự việc rất là cấp bách mà nó đột ngột xảy ra, mình không lường trước việc, ví dụ như bệnh tật các thứ, đối với mình là cực kỳ quan trọng. Vì những cái đấy, vì nếu mà mình có khoản dự phòng đấy thì nó sẽ không tạo áp cho các cái kênh đầu tư của mình những cái lúc mà mình rất là cần đến tiền để xử lý các cái bất chắc mà mình gặp phải trong cuộc sống, thì cái đấy là rất quan trọng, nó như cùng cái bảo hiểm cho mình ấy. Thứ hai là về nhà đầu tư ấy, cá nhân ấy, tức là họ nhiều khi là họ không phải là những nhà đầu tư chuyên nghiệp mà có thể theo dõi hay là follow thị trường nó là gọi là sát sao được, nó như là những người chuyên nghiệp được, thì chính những cái đợt khủng hoảng ấy mà cái định giá thị trường nó so với những khi mà họ mua ở trên đỉnh ấy thì nó đã chạy đi được rất là nhiều rồi. Thì có thể trong cái cuộc khủng hoảng đấy lại là cái cơ hội cho những người đầu tư cá nhân để họ tham gia đầu tư vào cái thị trường tài chính như thế này. Thì đối với nhà đầu tư cá nhân thì họ không thể sát sao theo thực tế thị trường các thứ được. Thì có một cái gọi là một cái
kế hoạch đầu tham gia thị trường, ví dụ như là nếu mà nhà đầu tư có một cái khoản tiền dòng tiền nhàn rỗi hàng tháng chẳng hạn, thì nhà đầu tư có thể trích một phần ở đấy để đầu tư vào thị trường, tức là thay vì là bỏ một cục ngay lập tức thì họ có thể tham gia thị trường một cách đều đặn, tức là hàng tháng họ trích ra một khoản để họ gia nhập, họ có thể đầu tư vào các cái quỹ mà hỗ trợ cho các nhà đầu tư cá nhân chẳng hạn. Đấy thì cái đấy nó sẽ giảm cái rủi ro cho nhà đầu tư đi rất nhiều, khi mà họ hàng tháng cái dòng tiền mà nhàn rỗi của họ, họ trích ra một phần để họ tham gia đầu tư thị trường, thì họ có thể sống sót được khi mà thị trường qua thời điểm đáy của thị trường, khi mà họ không hoàn toàn là họ không bỏ quá nhiều số tiền, số tài sản của họ vào thị trường, và họ cũng không có khả năng để họ đoán được đâu là đáy thị trường để mà mình có thể mua. Có thể đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp cái câu chuyện đấy cũng thì khó rồi, chứ không chắc gì đến nhà đầu tư cá nhân, thì có thể là họ dành khoản tiền họ đầu tư vào một cái quỹ nào đó mà giúp họ có thể đầu tư theo cái kiểu hàng tháng bỏ ra một số tiền để mua cổ phiếu, thì có thể sẽ giúp họ sống sót được qua cuộc khủng hoảng đấy và có thể thu được lợi nhuận tốt sau khi mà thị trường hồi phục. Cảm ơn Huynh. Các bạn thấy không? Ban đầu chúng ta mỗi người lại hết vô một cái view rất là không hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà khi mà tổng hợp lại thì có nhiều điểm rất là thú vị. Như Huynh thì đưa ra một cái phương án thêm là mặt tài chính cá nhân. Đầu tiên là phải nhìn góc độ rủi ro này, quản trị rủi ro bằng cách là có những khoản dự phòng trước. Đúng không? Còn hoạt đầu tư thì như đã nói là timing là marketing cực kỳ khó với những nhà đầu tư chuyên nghiệp, thì còn nói gì nữa những nhà đầu tư thông thường. Thì một cách lựa chọn khá là giống với cái panel D-Insight 02 lần trước chúng ta vừa mới nói về mua tài sản. Có một cái cách là regular investing, đúng không? Thì đã đỡ phải đau đầu cái chuyện là dự báo bao giờ đấy, bao giờ định. Thì đó là một cái phương án gợi ý cũng khá là thú vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng chương trình hôm nay sẽ mang lại góc nhìn mới giúp nhà đầu tư có thêm các phương án lựa chọn khi đối mặt với các rủi ro tài chính trong tương lai. Cuộc sống là không thể đoán trước, nhưng nếu có bất cứ điều gì quý vị có thể làm để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng, hãy chuẩn bị trước một cách cẩn thận. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quý vị có thể đảm bảo tài sản không những không bị suy giảm trong khủng hoảng, mà còn tăng lên mạnh mẽ sau khi kinh tế phục hồi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình The Insight số 15 vào tuần sau.